Tiếng Việt làm ngôn ngữ nguồn, tính năng Google dịch ảnh giúp bạn sử dụng máy ảnh trên điện thoại để dịch văn bản bằng ứng dụng dịch, chẳng hạn bảng hiệu, ghi chú viết tay. Google vừa công bố một loạt cập nhật cho công cụ này, bao gồm khả năng dịch tức thời hơn 100 ngôn ngữ. Nói cách khác, bạn có thể dịch bảng hiệu tiếng Việt sang tiếng Trung, Anh, Pháp và ngược lại, miễn là được hỗ trợ. Như vậy, có tổng cộng 88 ngôn ngữ dùng được với tính năng dịch ảnh. Từ 88 ngôn ngữ nguồn này, người dùng có thể dịch ra hơn 100 ngôn ngữ đích. Ngoài dịch ảnh, Google Dịch có thể dịch bằng lời nói, dịch hội thoại song ngữ, dịch chữ viết tay. Bạn có thể tìm hiểu tiếng nào được hỗ trợ tính năng Google Dịch nào tại đây. Lần đầu tiên Google Dịch ứng dụng dịch máy thần kinh vào dịch ảnh, công nghệ đang được sử dụng trong công cụ Google Lens, giúp giảm sai sót trong dịch thuật hơn 55% đối với một số cặp ngôn ngữ. Google Dịch ảnh cũng có tính năng tự động phát hiện ngôn ngữ mới. Nó phát huy tác dụng khi bạn không biết biển báo đang viết bằng tiếng gì. Trong bản cập nhật mới nhất, chỉ cần chọn đi L -A -N -G, -U -A g e phát hiện ngôn ngữ ở phần ngôn ngữ nguồn và nó sẽ tự động chuyển biển hiệu sang ngôn ngữ đích. giao diện của Google dịch ảnh cũng được thiết kế lại ba chức năng máy ảnh của Google dịch nằm ở dưới cùng và trung tâm ứng dụng Google dịch ảnh mới bắt đầu tung ra cho khoảng 1% người dùng từ hôm nay và dần có sẵn cho tất cả người dùng trong vài tuần tới